Hoàng Vi xin cảm ơn quý vị vẫn tiếp tục theo dõi chương trình sự kiện trong ngày của Sài Gòn TV trên băng tầng 57.5. Thưa quý vị và như chúng tôi đang thưa về những cái bước tiến rất những cái diễn tiến rất là quan trọng trong chính đảng dân chủ và đặc biệt là trong cái quyết định của tổng thống Biden. Nhiều người đang chờ, nhiều người đang chờ là thời gian Biden cách ly vì Covid-19 như thế này nè thì có thể là ông sẽ đưa ra cái quyết định quan trọng đối với cái chiến dịch tranh cử của ông nói riêng và của đảng Dân Chủ nói chung hay không. Chúng ta hãy chờ xem như thế nào. Chúng tôi có thưa quý vị rằng ông Biden ở phần 1 đã bắt đầu có những cái thay đổi và có bắt đầu có những cái dấu hiệu là sẽ chấp nhận thực tế là ngày càng nhiều hơn những cái tiếng nói lo ngại kể cả những người đã rất yêu quý và đã rất tôn trọng đối với ông Biden như những lãnh đạo của đảng Dân Chủ. Chúng tôi đã thưa phần 1 và kể cả vị dân biểu Adam Schiff cũng là một thành viên vô cùng gọi là trung thành và tận tụy và luôn ủng hộ ông Biden Biden, dân biểu california này đây ở hạ viện liên bang đó cũng lên tiếng nói rằng thưa tổng thống hãy rút lui thì cái di sản tổng thống để lại nó sẽ rất lớn cho nước mỹ nhưng mà quý vị có biết là cái ngày hôm thứ ngày hôm thứ tư trước khi mà đi lên chiếc air force one để mà quay trở về delaware và cách ly ông biden có post lên trên mạng xã hội mạng x của ông một cái dòng ông nói là tôi bệnh rồi tôi ốm rồi tới ốm rồi nhưng mà đồng thời ông cũng không quên đá kháy một cái nhân vật đó là ông Elon Musk bởi vì ông, lẽ ra là ông có xuất hiện ngay tại Las Vegas ông sẽ chỉ trích Elon Musk nhưng mà ông đã không có cái cơ hội đó và ông nói rằng Elon Musk là đang cố gắng dùng rất là nhiều tiền để mà gọi là mua cái chiến thắng trong cái cuộc bầu cử sắp tới đây cho bên phía đảng Cộng Hòa. Bởi vì quý vị biết chúng tôi đã đưa tin là Elon Musk đầu tiên là nói là không có chính trị chính em và không có ủng hộ cho dân cho bên Cộng Hòa hay là ông Trump gì hết. Nhưng mà sau khi ông Trump bị ám sát hụt thì tỷ phú này đã ngay lập tức nói là cam kết ủng hộ cho chiến dịch tranh cử của ông Trump là 45 triệu đô la Mỹ một tháng. Và ông Biden nói rằng là Elon Musk đang dùng tiền của mình để mà mua chiến thắng cho bên phía đảng cộng hòa, thì uh, Elon Musk vào sáng ngày hôm nay đã phản pháo lại ông Biden và nói rằng, yeah, vậy đó rồi sao? Có vẻ như trong đầu cung đương kim tổng thống Biden lúc này á là chỉ có hình ảnh của Elon Musk này thôi hay sao? Và đồng thời Elon Musk cũng đưa ra cái lời kêu gọi là ông Biden hãy rút lui đi và không biết là Elon Musk nếu như mà ông Trump thắng cử là thực có thực sự là sẽ có một cái chiếc ghế trong cái ban cố vấn cấp cao của ông Trump hay không. Nhưng đây cũng là một cái nhân vật đã từng quay xe. Trước đây là chỉ trích ông Trump rất là dữ dội. Và thậm chí ông Trump cũng dùng những cái từ gọi là lăng mạ xúc phạm đối với Elon Musk. Nhưng mà bây giờ rồi cả hai đang quay xe và có một cái mối giao hảo rất là tốt đẹp. Đó là câu chuyện về ông Elon Musk và cũng đã Hoàng Phi có thư quý vị là tỷ phú này đã thông báo là rút toàn bộ cái trụ sở chính của SpaceX và X ra khỏi California bởi vì phản đối với những cái chính sách của ông thống đốc Gavin Newsom. Và ngay lập tức Newsom cũng lên phản bác lại coi như là cũng không vừa và nói rằng Yeah, tôi biết Elon Musk, ông bây giờ đã quỳ mọp dưới chân của ông Trump để mà nhất nhất tuân theo những cái chỉ thị của ông Trump rồi. Nhưng mà thôi, đó là những cái câu chuyện bên lề. Trở lại với câu chuyện của ông Joe Biden. Khi mà ông thông báo rằng tôi bệnh rồi, tôi phải quay trở về Delaware và nhưng cũng không quên gửi ra một cái đường link để mà kêu gọi mọi người tiếp tục đóng góp cho cái chiến dịch tranh cử của đảng Dân Chủ thông qua cái platform có tên là Act thưa quý vị. Tại sao Hoàng Vi đề cập đến cái trang website gây quỹ có tên là Act Blue? Bởi vì cái website này cũng là cái nền tảng mà nghi can vừa rồi ám sát hụt đối với ông Donald Trump ấy, là Thomas Crook ấy, đã từng đóng góp 15 đô la Mỹ vô cái website gây quỹ bên phía đảng Dân Chủ Act Blue như thế này. Nhắc về uh, nhắc về Thomas Crook, Thưa quý vị, đến ngày hôm nay, đã 5 ngày trôi qua rồi, kể từ ngày xảy ra cái sự kiện mà ông Trump bị ám sát hụt ở Pennsylvania. Và bây giờ FBI, mật vụ đều vô cuộc để điều tra tới tận nhà của nghi can, rồi do tìm lục soát trên máy tính, trên điện thoại, nhưng cuối cùng vẫn chưa xác định được là động cơ thực sự là gì. Thông tin mới nhất diễn ra vào ngày hôm thứ Năm hôm nay, đây nè thưa quý vị. Thì bên phía điều tra, họ nói rằng uh, trên cái chiếc phone của nghi can thomas crook này đó có cả hình của donald trump và có cả hình của ông joe biden và có vẻ như thomas crook mặc dù là ghi danh là cử tri của bên phía đảng Cộng Hòa và đang chờ cái cuộc bầu cử vào tháng 11 sắp tới đây sẽ là lần đầu tiên mà nghi can này đủ tuổi để mà đi bỏ phiếu đó. Mặc dù là ghi danh là cử tri Cộng Hòa và mặc dù là trước cái nhà của Thomas Cook đã có dựng lên tấm bản là MAGA, nhưng mà theo giới điều tra họ nhìn nhận có lẽ là nghi can này không có ưa một chính trị gia nào hết đó không có ưa ai hết, đó. không có ưa Trump cũng không có ưa Biden, đó là cái nhận định thứ nhất. cái nhận cái câu chuyện thứ hai liên quan tới Thomas group nữa, đó là ngay cái ngày mà tiến hành cái vụ mà tấn công ám sát hụt đối với ông Trump là vào ngày 13 tháng 7 đó, thì nghi can này có post lên một cái thông tin một cái thông điệp ở trên cái mạng xã hội cái 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 platform mà game điện tử trực tuyến đó và viết rằng á ngày hôm nay á, sẽ là một cái ngày huy hoàng của tôi hãy chờ xem là nó huy hoàng như thế nào nhé và sau đó là xảy ra cái sự kiện chấn động mà chúng ta đều biết nhưng mà nói tóm lại vẫn chưa hiểu cái động cơ của nghi can này như thế nào nó có quá nhiều những cái thông tin mà nó đang xen như vậy và cũng liên quan đến cái chuyện mà ám sát hụt đối với ông Trump á có một cái câu chuyện mà chúng tôi đọc thấy cũng muốn chia sẻ với quý vị ngay cái ngày ngay cái ngày mà xảy ra cái vụ ám sát hụt này, thì một thành viên bên phía đảng Dân Chủ, cô này có tên là Jacqueline Marshall, là nhân viên của một vị dân biểu trong Quốc hội Liên bang là ông Bernie Thompson. Nhắc tới Bernie Thompson, ông này cũng đang bị chỉ trích rất là rác sau cái cuộc ám sát hụt đối với ông Trump bởi vì sao? Benny Thompson như chúng tôi có thưa vào hồi tháng 4 vừa qua đó đã giới thiệu ra quốc hội một cái dự luật là thôi bây giờ mật vụ không có nên bảo vệ cho những tội phạm hình sự như là ông Trump mà phải vô tù thì ông lẽ giờ mật vụ phải vô tù luôn để mà bảo vệ cho ông Trump. Và cái dự luật đó thì đến giờ này thì chưa thể thông qua Nhưng mà bên phía đảng Cộng Hòa Đã chỉ trích cái dự luật này Cũng nhân vật này rất là dữ dội Và nói rằng đó thấy chưa đảng Dân Chủ Đảng Dân Chủ chỉ muốn giết chết ông Trump thôi họ Bây giờ nếu như ông ấy phải đi vô tù Vì cái kết luận kết tội hình sự Ở Mahan Mà cái bản án mà ông tòa Ông Juan uh, Merchant Đưa ra và bỏ tù ông Trump Thì mật vụ phải đi vô đó để bảo vệ mấy ấy chứ là sao Nhưng mà điều này nó thể hiện Giả tâm quá lớn của đảng Dân Chủ thì ngay khi cái sự kiện ám sát hụt ngày 13 tháng 7 xảy ra thì một nhân viên của ông Bernie Thompson này ở cái văn phòng đại diện của ông ấy ở Mississippi ngay lập tức đăng lên trên mạng xã hội một cái dòng chữ như thế này nè Tôi á, là tôi không có bảo vệ, tôi không có ủng hộ cho bạo lực đâu. Nhưng mà làm ơn nha, mấy cái tay mà đi nghi can và đi ám sát như thế này nè, làm ơn lần sau á, hãy nên tập dược, hãy nên lấy cái lớp bắn súng hẳn hoi rồi tập dược rõ ràng để mà đừng có bị bắn hụt như thế này nữa đó là ý kiến của cô jacqueline marshall và cô vừa mới đăng lên trên mạng xã hội ngày thứ bảy là sáng chủ nhật là mật vụ tới nhà riêng để thăm hỏi sức khỏe liền thưa quý vị và bây giờ mật vụ đã chuyển hồ sơ của nhân viên uh, của ông bernie thompson qua bên phía Bộ Tư pháp để xem là có nên truy tố cô này hay không là vì người ta cho rằng có thể cô đã vi phạm một cái đạo luật có tên là US Code 879 là theo đó không được đưa ra những cái lời đe dọa và sách động và ảnh hưởng đến những cái vị lãnh đạo của nước Mỹ như là tổng thống Donald Trump cựu tổng thống Trump đây thì đó là một cái thông tin cũng liên quan đến cái vụ ám sát hụt đối với ông Trump. Và nếu mà bị kết tội Bộ Tư pháp mà quyết định truy tố cô này á, thì có thể là cô sẽ đối diện với án tù là 5 năm thưa quý vị. Nhưng mà trở lại với cái không khí chính đây. Sau cái ngày chiều tối ngày hôm thứ Tư, một lần nữa bên phía đảng Cộng Hòa như chúng tôi có thưa là đảng cộng hòa thậm chí là còn đang đưa ra cái câu khẩu hiệu và nhận định là những con sư tử đang gầm lên đang trỗi dậy và gầm lên rất là mạnh mẽ và nơi đó người ta đang tung mô hê ông trump thì bên phía đảng dân chủ vẫn đang rất là loay hoay với một cái câu hỏi một cái bài toán rất là khó thì có một nhân vật là chiến lược gia tranh cử và là một cái người bình luận tin tức và là luôn là ủng hộ cho bên phía đảng Dân Chủ, đó là ông Van Jones. Trong suốt những cái thời gian gần đây, chúng tôi theo, theo dõi những cái show bình luận chính trị của Mỹ đó, thì ông Van Jones này rất là hay đưa ra những cái nhận định liên quan đến chiến dịch tranh cử của hai bên. Ông đưa ra một cái câu nhận định như thế này nè thưa quý vị. Ông nói đó là ngày thứ tư, cái ngày hôm qua là một cái ngày rất là terrible, một cái ngày khủng khiếp. Nếu như bây giờ bên phía đảng Dân Chủ, chúng ta phải thực sự là bước lùi lại một bước và nhìn lại một cái bức tranh nó toàn diện hơn để thấy là rõ ràng đang có một cái khí thế phừng phực nổi lên bên phía đảng cộng hòa versus có nghĩa là đối chọi với cái sự yếu đuối hiện nay của bên phía đảng dân chủ. Ông đi đến cái câu này nè thưa quý vị và chắc chắn là bên phía những người mà ủng hộ cho chiến dịch tranh cử ủng hộ cho tổng thống biden nghe sẽ cảm thấy rất là nhói lòng khi mà ông trên ông van jones này là một thành viên là một chiến lược gia về tranh cử bên phía đảng dân chủ. Ông nhận định ông nói một viên đạn không thể stop trump một viên đạn không thể ngăn ngừa Trump không cản Trump được nếu không muốn nói là làm cho ông ấy mạnh lên rất là nhiều đến tận bây giờ người ta vẫn đặt ra những cái thuyết âm mưu và thậm chí là những nghi vấn bên phía dân chủ thì cho là đây là một cái sự giàn dựng để mà cho ông Trump uh, nổi lửa lên và truyền cái động lực vô bên phía cử tri bên phía đảng cộng hòa rần rần để người ta nhìn thấy một cái hình ảnh ông Trump rất là mạnh mẽ nhưng mà bất mình chúng ta tạm thời bỏ qua những cái nghi vấn đó và cả những cái thuyết âm mưu những cái thuyết âm mưu bây giờ nó không có lợi cho tình hình chính trị lúc này thưa quý vị như ông Van Trump nói như thế này một viên đạn không thể stop Trump nhưng mà một cái virus thì đã có thể stop Biden là vì sao? Như chúng tôi nói, lẽ ra ông Biden trong những ngày này, nè, ông đang đang phải ra sức chứng minh với cử tri là tôi hoàn toàn mạnh khỏe, tôi đủ sức khỏe, tôi đủ cái sự gai góc để mà có thể chiến thắng Trump. Thì đang đi gây quỹ vận động ở Las Vegas và bây giờ bị nhiễm covid. Chuyện này là chuyện không ai muốn và chắc chắn ông Biden cũng không hề mong muốn. Nhưng mà rõ ràng người ta nói khi làm một cái chuyện gì đó, thiên thời địa lợi nhân hòa là một cái yếu tố rất là quan trọng và có vẻ như tổng thống Biden đã không gặp may mắn trong cái thời gian gần đây, thưa quý vị. Và ông Ven cho nói một viên đạn không thể stop Trump nhưng mà một cái con covid coronavirus, đó, một cái virus đã có thể stop Biden và ông cũng kêu gọi là bây giờ đó bên phía đảng Dân Chủ phải thực sự là cân nhắc về điều đó. Ông nói rằng trong lúc đảng Cộng Hòa, đảng Cộng Hòa tất cả đều đang, đây là ngôn ngữ của ông Van John, thưa quý vị, đang quay quần lại và kiss Trump ass, có nghĩa là tung hô và quỳ rạp dưới chân của ông Trump. Trong khi đó đảng Dân Chủ thì đang chia rẽ và thậm chí tìm cách để đá sau lưng đối với ông Biden. Nhưng mà nhân vật này cũng đi đến một cái ý và nói rằng những người mà ủng hộ tổng thống biden có lẽ sẽ không có happy khi nhìn thấy những cái cuộc chia sẻ như thế này nhưng mà nếu như ủng hộ ông biden nếu như ủng hộ đảng dân chủ nếu như ủng hộ cái chương trình nghị sự những cái di sản mà ông biden đã làm trong 3 năm qua thì hãy nên ủng hộ là bà kamala harris bà phó tổng thống sẽ bước lên phía trước để tiếp tục cái di sản đó tại sao không why not và bởi vì chúng ta nhiều lần nói rằng đừng có là ủng hộ ở một cái xứ sở dân chủ, đừng có ủng hộ bất kỳ một vị lãnh đạo nào hết á, không có lãnh đạo cộng hòa cũng không có lãnh đạo dân chủ, không có Donald Trump mà cũng không có Joe Biden mà chỉ cần ai thực sự là người làm việc tốt cho nước Mỹ cho người dân Mỹ mà thôi. Nếu như những người ủng hộ cho những cái chương trình nghị sự, những cái di sản của ông Biden đã làm được trong thời gian qua bên phía đảng dân chủ, vậy tại sao không tiếp tục ủng hộ để mà cái ngọn đuốc đó được trao truyền lại cho bà Ca mà là Harris để có thể tiếp tục những cái di sản đó. Bởi vì theo lời ông Chen, ông Van Chon này cũng bình luận, nếu như cứ nhất mực khăng khăng và cho rằng là chúng tôi chỉ có ủng hộ ông Biden mà thôi, chỉ có ông Biden mới chiến thắng mà thôi. Và mọi cái lời dị nghĩ lúc này chỉ có làm hại cho đảng Dân Chủ mà thôi. Vậy thì có nghĩ đến cái cục diện là nếu như ông Biden vẫn ra so găng với ông Trump vào ngày 5 tháng 11 sắp tới đây mà ông không thể thắng được, vậy thì lúc đó thưa quý vị, cái cái di sản của ông Biden sẽ bị khuyết rất là nhiều và lúc đó có thể ông sẽ là cái cái nơi để mà người ta trút lên hết tất cả những trách nhiệm đối với ông Biden đó là cái lời mà những người có tâm huyết nhất với bên phía đảng dân chủ và đã từng sức ủng hộ đối với ông biden cũng phải nói lên và buộc đảng dân chủ ở thời điểm này phải nghiêm túc nhìn nhận về chuyện đó thưa quý vị không thể cứ khăng khăng và cho rằng trung thành tuyệt đối sẽ dẫn đến chiến thắng và nhân nói về cái ý hồi nãy Hoàng Vi có để ý là ông John Van này có nói một cái ý là trong lúc đảng Dân Chủ, ông dùng cái từ hơi nặng là xoay xung quanh và thậm chí kiss Trump ass, có nghĩa là Hoàng Vi dịch thoát ra là quỳ mọp dưới chân của cựu Tổng thống Trump để mà tung hô đối với ông Trump. Thì nếu mà nói về chuyện tung hô mà còn ngôn ngữ dân giả mà trên mạng xã hội bên phía Việt Nam hay dùng, Hoàng Vi thấy gọi là từ bưng bô thưa quý vị mặc dù chúng tôi không thích cái từ này một tí nào hết á nhưng mà nếu mà nói từ xưng hô thì đúng là vào cái đại hội đảng cộng hòa toàn quốc vào tối ngày hôm qua ông thống đốc của north dakota là ông dubergum là cũng là một nhân vật đã từng rất là kỳ vọng là sẽ được ông Trump chọn để mà liên danh để làm phó của mình nhưng mà rồi quý vị biết rồi cuối cùng là ông này là không có được chọn nhưng mà ông vẫn cố vớt vát và nói rằng chiến dịch tranh cử của ông Trump không có gọi tôi là thống đốc của North Dakota mà gọi tôi là bộ trưởng có nghĩa là ông đang kỳ vọng là sẽ có được một cái chân trong nội cát của ông Trump. Ông nói một cái câu như thế này mà nghe đúng là chính trị gia mà khi đã nói những cái lời có có cánh đó thưa quý vị và chẳng những nó là lời có cánh nó là kẹo bọc đường mà nó là cái gì á, nó nó lên tới tận mây xanh luôn. Ông nói một câu như thế này trước khi Hoàng Vi kết thúc phần 2. Ông nói rằng á tôi là một thống đốc nè. Tôi đã từng phục vụ dưới thời của Trump và cả dưới thời của biden tôi thấy một điều như thế này nè ông trump mà lãnh đạo của nước mỹ á, chúng ta như có một cái làn gió mát nó ở đằng sau lưng á, nó cứ ủng hộ nó cứ phe phẩy nó đẩy chúng ta đi tới còn nếu mà ông biden mà làm tổng thống của nước mỹ á, nó cứ như một cái làn gió dữ nó quật 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 trước mặt của chúng ta như vậy nè và vì vậy tôi nghĩ rằng chỉ có ông trump lãnh đạo của nước mỹ thì nước mỹ mới có thể tốt hơn và đặc biệt là ông quan tâm đến cái tầng lớp lao động những cái tầng lớp mà working class của nước mỹ và điều đó sẽ tốt cho nền kinh tế của nước mỹ rất là nhiều tạm thời hết phần hai chúng tôi không bình luận nhưng chắc chắn quý vị nếu có theo dõi thời cuộc chính trị của nước mỹ sẽ có nhận xét rất là riêng và xác đáng về cái lời phát biểu của ông thống đốc North Dakota hoàng vi xin phép được trở lại sau ít phút dành cho thương mại